Những thuyết âm mưu có vẻ vô lý nhưng rất thuyết phục trong Dranbo. Master Roshi ở Drango Super mới là người trái đất mạnh nhất. Các fan của Bi Rồng vẫn tranh cãi Karilin và Tiên xem ai là người trái đất mạnh nhất, nhưng màn thể hiện của cụ dù ở giải đấu cho thấy một kết quả khác. Trong khi Kazilin là những người đầu tiên bị loại thì Master Roshi lại sống sót ở vòng 8 người. Thậm chí trong manga, sư phụ rồi còn có thể tránh đòn của Jiren một cách dễ dàng. Nếu như không có Goku thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn hay sao? Goku rõ ràng là một anh hùng của trái đất, nhưng có một giả thuyết cho rằng không có anh thì trái đất sẽ tốt đẹp hơn. Nếu Goku không đến trái đất thì Nappa và Vegeta sẽ không theo đến, Dr. Gero sẽ không chế tạo Android để hủy diệt loài người, sẽ không có năng lượng để giải phóng Buu khỏi kén. Trong khi đó, Bulma và đế chế Capsule Core sẽ xây dựng trái đất ngày một hiện đại, người dân sống trong hạnh phúc. Mà như vậy thì làm gì có huyền thoại 7 viên ngọc rồng nhỉ?